Cười mỉm mỉm. Nựa Sao? mồi anh em nhé, 70 m nhé. Đấy, dây rô của nó rất chi ok. Yeah. Con này của nó là tầm độ 50 mét thôi. Lựa mồi anh em nhé. Đấy, đẹp quả trắng. Dây rô của nó là 50 mét anh em nhé. Đấy. Rất chi là ok. Một khởi đầu là được một em cò trắng và một em cò lửa anh em nhé. Chi ok anh em nhé. Phát hiện hai mục tiêu cá lươn anh em nhé. Nó đi kinh nhỉ. Anh nhanh không? Bay mất. Một con. Còn đéo rồi. Dính chết rồi. Dính rồi, dính rồi. Chết một con rồi. Dậy rồi. Kia bắn đi, bắn đi, bắn đi. Đâu? Nó đang thò cổ lên kìa, bắn đi, bắn đi. Đâu? Từ từ đấy. Rồi. Chết rồi đấy. Chết rồi. Phát hiện hai em gà nước. Mục tiêu dê dụ chỉ có 20 mét anh em nhé. Đấy. Cái súng nó đầm tâm được chụp là nó cứ của nó là cái độ xa của nó không quan trọng anh em nhé. Đấy, một em đấy, lựa mồi anh em nhé. Xem còn một con bên cạnh nhá. Chết một con thôi. Một em gà lướt rất chi béo. Đây đây, ngay đây đây. Đây đây. Đây trước mặt đây. Ngay trước mặt đây. Ui trời, sẽ vọt đầu nhỉ. Vọt đầu, vọt đầu. Vọt đầu. Vọt đầu. Sơn lưng. Đi. Chờ tôi anh em. Bối này. Phát hiện một mục tiêu hơi sương một tí nhưng vẫn phải cố gắng anh em nhé. Nó bắn vào dây thép. To thế. To nhỉ. Ừ. Cho đạn chứ đây. Xong mồi anh em nhé. Đấy, rất chi là ok. Rời rời. Rời nhá. Rất chi đẹp nhá. Nhấp. Báo hàng anh em nhé. Đây nhá, một em ơi. Cò nó bị bắn ở gốc cây sung. Đây, ô tô của em đổ kia. Đấy. Dê dô của nó là con này là 70 mét anh em nhé. Đấy. Rất chi ok anh em nhé. Từ đây đến đấy tầm 60 mét thôi. Xuống. Lựa mồi anh em nhé. Xuống. Đấy, một em chim khách nhá. Một con thôi. Dê dô của nó là 70 mét anh em nhé. Đấy, một em chim. Chim này là chim từ trên rừng mới về. Không biết là chim gì thì đây để em sang em quay thực tế luôn cho các bác cùng xem nhé. Chim này chỗ em gần như là không có. Cực kỳ hiếm luôn. Ô đâu nhỉ?
À đây. À, con này là con ngói anh em nhá. Anh tưởng con gì cơ. Hóa ra là vẫn là em ngói thôi anh em nhá. Phát hiện một mục tiêu 90 mét. Ngồi im Tuấn Anh, ngồi im. Ngồi im là Tuấn Anh. Lựa mồi anh em nhá. Chưa chết hẳn. Con đấy thì không trượt được rồi. Ôi đi chạy con gà nước này. Phát hiện một mục tiêu 90 mét. Lượm mồi anh em nhá. Ui. Đọc là cây cỏ tí không biết. Rồi. Chín mươi mét tầm số 3 anh em nhé. Vậy đuổi co à. Đấy nha anh em nhé. Dây rô là 90 mét anh em nhé. Rồi xin chào toàn thể anh em nhé. Đây là thành quả nhé. Đây là thành quả em test một cây condo cho bác Viết ở Vĩnh Phúc anh em nhé. Đây là một cây condo Talon đấy. Test cho bác Viết ở Vĩnh Phúc thì là tất cả những các con mồi đấy, các con mồi bên nhà em Trung Ben thì là đã có từng đoạn video đấy, từng đoạn video em đã vừa đăng tải lên anh em nhé. Đấy đã vừa đăng tải lên thì ngày hôm nay là đi bem là được xem nào. 1 2 3 quả, 3 quả, một con ngói và một con gà lước anh em nhé. Đấy một con gà lước. Cái cây của bác Viết nhá, đây nhá. Em chưa lắp vòng quả để hôm nay em đi test xem có ok không thì bắt đầu em mới lắp vòng quả để mai em gửi xe cho bác nhá anh em nhé. Đây con này ông này ông còn ăn cả con nhái đi, ăn được cả hai con nhái một con cá bống này. Đây nhá. Cái ông này là bem, ông này là 90 mét anh em nhá. Đấy. 90 mét của nó thì nó đã bị ăn vào diều, ăn vào diều nó xuyên sang bên cánh nó không bay được anh em nhé. Em xin giới thiệu qua đấy, giới thiệu qua cái thức giao dịch bên nhà em nhé anh em nhé. Đấy nhà em là có hai hình thức gửi hàng anh em nhé, một là BM siêu cốt, hai là BM gửi xe. Tất cả anh em nhận được xe siêu cốt đều được BM chung là hỗ trợ các bác là giáp test này, căn chỉnh này, đấy kẹp eto ấy, test thực tế qua Zalo cho anh em. Cái cây củi này là bên nhà em Trung đang bán với giá là 6.500.000 đồng anh em nhé. Đấy 6.500.000 đồng là anh em có một cây condo Z, xin lỗi anh em, một cây condo Talon rất chia đẹp anh em nhé. Đấy em giới thiệu qua về cái cấu hình của nó trước anh em nhé. Đấy bên nhà em là sử dụng đầu tiên là một bình nhôm nít tròn này, đấy sơn alloy trong ngoài rất chia đẹp các bác nhé. Đấy một điều áp là sup à một điều áp là cricket 2023 đấy, combo khung tròn đấy, các bác mà thích khung vuông thì báo bên em nhá. Đấy giá tiền khung tròn khung vuông, đấy, tay cầm gỗ tay cầm nhựa bằng tiền nhau hết anh em nhé. Đấy, giảm thanh thì BM nắp giảm thanh bút leo 3 khúc tiến lùi anh em nhé. Đấy cành thì BM sử dụng một cành TK Hồng Kông, đấy, một cành TK Hồng Kông 14 in. Kính thì bên em sử dụng con này là một con là VTZ, đấy, thông số là 4-16x40 anh em nhé. Đấy lấy led bằng bánh xe. Con này là ba cái thích chơi cái dòng kính mini này đấy anh em nhé. Kính này của nó thì là chẳng hạn như các bác mà thích mà đổi sang beta đấy nó vẫn bằng tiền nhau hết anh em nhé. Đấy các bác không thích lắp kính gì thì bên em lắp kính đấy thôi. Cây này là bên em bán với giá là 6.500.000 đồng, ném bao cước vận chuyển toàn miền Bắc cho anh em nhé. Có anh em miền Nam mà muốn nhận xe thì tùy từng chỗ nhá. Đấy nhiều như em nhà em là bao cước vận chuyển cho các bác là quốc lộ 14 và quốc lộ 1A anh em nhé. Đấy còn những cái quốc lộ kia thì anh em phải phụ thêm tiền cước vào, nếu không thì cảm thấy khó khăn quá thì anh em nhận COD anh em nhé. Đấy hôm nay là em đi bên là được có mấy con đấy thôi anh em nhé, mấy con này thôi. Mai bác Viết nhận hàng nha, bác Viết nhá. Đấy đây là cây củi của bác nhá. Rồi ok nhá, xin chào toàn thể các bác nhá. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo bên shop nhá.